Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một game mới nha các bạn. Các bạn thấy game này quen không? Sao mà không quen được? Nó được quảng cáo trên rất là nhiều các trang các bạn. Các bạn chơi game free thì lâu lâu nó cũng quảng cáo. Các bạn coi YouTube lâu lâu nó cũng sẽ quảng cáo cái game này. Cái game này có tên là survival.io các bạn. Và mình cũng tò mò. Mình tải về, mình thấy cái quảng cáo á, gameplay rất là cuốn luôn á. Cho nên mình đã thử. Rồi mình đã load được tới cấp 14, đây là trang bị của mình các bạn. Thì cái những cái món màu tím á, thì cái món này á là do mình mở 10 rương đầu tiên thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ rơi ra một cái món màu tím. Thì cái món màu tím á, nó có cái hiệu ứng các bạn, nó sẽ có từng cái hiệu ứng riêng cho từng món luôn á nha. Thì ở đây á, cái chấm xanh á thì nó được cộng thêm 10% HP, còn cái chấm tím á thì khi mà mình giết mini boss hoặc là giết chùm á thì nó sẽ hiện lên một cái chớm sáng trên đầu mình á, nó sẽ cộng cho mình 30% tốc độ di chuyển. Còn cái dây chuyền này á là mình nạp lần đầu các bạn, mình nạp lần đầu thì nó sẽ rớt ra cái dây chuyền này. Cái dây chuyền này nó có một cái bức xạ xung quanh á, thì tí nữa mình vô game mình sẽ coi. Rồi vô game thôi các bạn. Mấy cái này thì game này cũng là game free các bạn, các bạn cứ tải về bình thường và chơi thôi. Nó cũng game này thì nó cũng không có đòi hỏi nhiều về mình nạp tiền đâu, đòi hỏi kỹ năng của mình thôi các bạn. Rồi chúng ta chơi cái map đầu tiên đi. Mình đã load được tới map thứ năm rồi sao? Đúng rồi, thứ năm rồi các bạn. Rồi mình chơi cái map đầu tiên thôi. Bắt đầu. Cái này nó có năng lượng nha các bạn. Đó. Thì các bạn mở cái cây kỹ năng đó các bạn, thì khi mà mình mở được tới một cái mức nào đó thì mình sẽ được một skill đầu tiên. Các bạn mới chơi thì các bạn không có cái chọn kỹ năng lúc đầu đâu các bạn. Rồi chúng ta sẽ lấy bơm xăng đây các bạn. Rồi các bạn cứ đi vòng vòng thôi. Bạn nào mà xem mình chơi Pixel Survival Roguelike á thì nó cũng tương tự vậy á các bạn. Đó, các bạn lên cấp, các bạn sẽ chọn bất kỳ cái kỹ năng nào mà mình thích. Các bạn thấy ở trên không, cái hàng ở trên mà bên trái á thì nó sẽ là kỹ năng, còn ở bên phải á, 6 ô bên phải á là nó sẽ là phép bổ trợ các bạn. Đó, rồi thì mình sẽ chọn vệ binh đi. Xoắn xoắn nghe rất là vù. Đó, các bạn có thể thấy cái vòng màu xanh mà nó tỏa ra xung quanh người mình đó các bạn. Đó là cái hiệu ứng của cái sợi dây chuyền á. Còn cái hiệu ứng của cái giày thì tí nữa giết boss mình mới thấy được. Rồi. Trường lực không? Không, mình không lấy trường lực đâu các bạn, tại vì mình có cái tỏa tỏa rồi. Mình lấy trái banh đi. Đó, các bạn thấy trái banh nó băng kìa. Ôi. Rồi mình cũng nhắc lại luôn nha, cái game này là hoàn toàn free nha các bạn. Các bạn có thể lên App Store hoặc là Sack Play, các bạn tải về và các bạn thưởng thức một cách bình thường. Ôi, nó có kỹ năng gì? Bắn laser nè. Ok, chọn thôi. Đâu? Ôi, hay nha. Ôi, nó bắn laser rồi các bạn. Hình như ở mấy cái level đầu là không có kỹ năng đó nha đó. Ơi, nó có cái sầu riêng nè các bạn. Mấy cái level đầu thì nó sẽ không có những cái kỹ năng giống như là cái trái sầu riêng hoặc là cái laser đâu nha các bạn. Nó sẽ có những cái kỹ năng cơ bản thôi. Đó. Rồi tí nữa nó sẽ ra cái phép bổ trợ. Cái bơm này là mình lụm nó nổ full màn hình các bạn. Rồi các bạn thấy cái nhịp game á rất là từ tốn nha, nhưng mà một tí nữa cái nhịp game nó rất là nhanh luôn, sẽ có những cái đợt quái nhiều tăng gấp đôi sát thương laser rồi. Rồi bây giờ các bạn có thể thấy mình đã có đủ sáu cái kỹ năng đó. Rồi ở cái tầng dưới á là 6 cái nhu yếu phẩm mà mình chưa có chọn được đâu, nó chưa có cho. Ngon lành ngon lành. Cái lối chơi nó cũng y như là Pixel Survival Roguelike luôn các bạn. Nhưng mà được cái nó có cho cái yếu tố gọi là nhập vai. Mình có thể
lượm đồ nè, mình có thể craft đồ, mình có thể nâng cấp đồ. Nói chung là cái lối chơi của nó đa dạng hơn. Đó. Zombie tới các bạn. Đó, bây giờ zombie đông lắm nè. Sao nãy giờ không có phép hỗ trợ ta? Mình thấy nó thiếu thiếu cái gì ha. Ok. Hồi nãy giờ cũng chưa thấy mini boss luôn các bạn. Rồi chúng ta cứ chơi một cách từ tốn thôi. Tí nữa những cái kỹ năng á nó sẽ được nâng cấp. Chứ nó không có đơn điệu vậy đâu các bạn. Đây là một cái phép bổ trợ đầu tiên nè các bạn. Các bạn có thể thấy ở bên phải cùng đó là giày thể thao, và các bạn thấy ở dưới cùng á nó sẽ tiến hóa cái kỹ năng trái banh của mình đó. Các bạn có thể thấy nó chớp chớp luôn nè, nó sẽ nổi bật lên á, nó kiểu như chớp chớp nổi bật lên các bạn. Rồi chọn thôi, để cho tí nữa nó nâng cấp cái chiêu trái banh của mình. Và cái phép bổ trợ đó nó có bổ trợ là chạy nhanh nha các bạn. Rồi vậy thôi. Những cái level đầu thì nó đơn giản lắm các bạn, và nó được một cái hơn game Pixel Survival Roguelike, đó chính là item các bạn. Đây 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 đây, các bạn có thể thấy ở trên đầu mình nó có cái chớp sáng nè. Sau khi mà mình giết con mini boss đó, nó sẽ có một cái rương giống vậy nè. Rồi mình tới mình lượm cái rương và mình xoay, nó kiểu như gacha các bạn. Rồi các bạn có thể bỏ qua đó, nó sẽ lựa chọn nâng cấp bất kỳ những cái thứ gì mà mình đang có. Rồi giống như đây là con quay, cái con quay này nó rất là hay nha các bạn. Cái con quay này nó có thể đỡ được đòn đánh xa, nó block cái đòn đánh xa đó cho mình luôn á, rất là đặc biệt. Các bạn thấy cái sầu riêng bay bay vòng vòng không? Khá ghê, tàn phá mọi thứ luôn á, nhìn coi. Rồi bây giờ chúng ta tăng kích thước của sầu riêng lên gấp đôi luôn kìa. Ôi trái sầu riêng to chứ kìa. Các bạn nào mà đam mê cái thể loại roguelike giống mình á, thì khi mà các bạn tải cái game này rồi á, trời ơi nó bao cuốn luôn á các bạn. Zombie tới kìa. Một trận khoảng 15 phút các bạn. Một trận chơi như vậy nè, các bạn sẽ chơi khoảng 15 phút. Rồi. Mình lựa cái cây dao các bạn. Cái vũ khí mà mình cầm nè các bạn thì nó sẽ phụ thuộc vô trong cái thùng đồ của mình luôn. Mình lựa chọn cái vũ khí gì á thì trên tay của mình cầm vô game nó sẽ là vũ khí đó, chứ không phải mặc định là con dao đâu nha các bạn. Các bạn có thể bỏ súng lên thì nó sẽ cầm súng. Các bạn bỏ dao lên thì nó sẽ cầm dao, vậy thôi. Rồi lụm thôi các bạn. Rồi chúng ta tiến hóa gạch ha. Cái gạch này thì mình không có các bạn, cho nên mình không lụm. Mình tăng thêm sát thương. Nè các bạn có thể thấy cái cục 500, mình lượm cái cục 500 thì nó sẽ hút tất cả các kinh nghiệm. Nè. Đó. Lên cấp liền. Tăng thêm sát thương sầu riêng. Rồi. Tiến hóa nè. Thêm gì nữa gì đây? Ôi. Cái này hồi chiêu nó cũng tiến hóa cái laser. Ok luôn. Ngon lành các bạn. Để mình giảm bớt âm lượng xuống. Rồi. Nó hơi cái âm nó hơi to các bạn. Này boss đây các bạn. Boss đây rồi, một hit các bạn. Rồi mình không kịp thấy con boss luôn á. Lý do là tại vì đây là màn một các bạn. Nhưng mà nói chung là mình quá mạnh rồi. Boss của màn một mình khều cái là nó lên đường thôi. Rồi, tiến hóa. Đó, bây giờ tới mấy con trâu hơn nè các bạn. Đây là những con zombie trâu hơn. Ôi trâu cỡ nào cũng không trâu bằng mình các bạn.
Đây, nó có cục 500 kìa. Nhưng mà mình sẽ đi một vòng, mình giết bớt. Mình đi một vòng, mình giết bớt các bạn. Cái hiệu ứng mà có cái chớp sáng ở trên đầu mình á, nó sẽ cho mình 30% tốc chạy, nhưng mà nó sẽ mất khi mà mình ăn đam. Rồi vậy thôi, cái đó là hiệu ứng của đôi giày á. Đó, các bạn có thể thấy những cái cục kinh nghiệm nó đổi màu rồi kìa. Cái màu vàng là ngon nhất đó các bạn. Cái màu xanh lá là dở nhất. Cái màu xanh dương là nhiều hơn cái màu xanh lá. Ui 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 ui. Ui. Ui, game bắt đầu hơi nhanh nhanh rồi đó. Rồi. Ok, chúng ta sẽ nâng cái sầu riêng. Tiến hóa cái thiêu trái banh đi. Tiến hóa thêm chai xăng đi. Đó. Cái dòng bảo vệ đủ để bảo vệ mình trước những cái con nhỏ nhỏ. Nhưng mà những cái con trâu quá thì thua nha các bạn. Sau này sẽ có những cái con nó quái thai lắm. Nó không có đơn giản như vậy đâu. Rồi mình giống như ý, đây là các bạn. Mình sẽ chọn cái nhiên liệu HE là hai explosive với các bạn, là kiểu như là nó sẽ tăng thêm cái lượng nổ á. Nè các bạn có thể thấy tất cả các đạn và tầm sát thương vũ khí cộng thêm 10%. Theo mình á, biết á, thì đây nó sẽ là tăng cái tầm sát thương. Rồi chọn thôi, tại vì nó có trái sầu riêng này các bạn, nó sẽ nâng cấp cho mình trái sầu riêng. Đó. Trời ơi, cái tí nữa không biết cái trái sầu riêng nó được nâng cấp nó sẽ ra cái gì đây nữa. Mình chưa biết cái nha. À, nó cứ lăn vậy mà hiệu quả lắm á các bạn. Đam của nó bao nhiêu mình cũng không thể thấy được nữa rồi. Tại vì mình lật quá, từ từ. Mình theo trái sầu riêng này coi. Đam bao nhiêu? Ù 3000. 3007 các bạn. Khá là to đó. Nè, đùi gậy. Cái đùi này nè là tăng máu các bạn. Ok. Ui 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 ui. Cái gì vậy? Đây rồi. À, tăng thêm vệ binh đi. Mấy cái vệ binh thì nó sẽ hỗ trợ cho mình về block dam. Với lại sau này mấy cái vệ binh này nó lên cấp nó mạnh lắm các bạn. Rồi, các bạn nhớ lượm tiền để nâng cấp vũ khí, đồ đạc rồi đó. Cũng như là mua đồ trong shop. Thì nó sẽ có shop về tăng thêm sát thương đi. Mà full rồi đó. Thì nó sẽ có những cái shop nghiêng về kim cương. Ở trong này nó cũng có hai dạng tiền tệ các bạn. Thứ nhất là vàng. Vàng thì nó rớt trong game. Còn kim cương á, thì mình sẽ nhận qua nhiệm vụ hàng ngày với lại những cái event. Hình như thành tựu cũng có kim cương các bạn. Rồi. Ê, bot chết các bạn. Cẩn thận. Đi xuống lùm rừng, thế nào cũng có nâng cấp à. Ok. Được bao nhiêu đây? Con cái vậy là mình nâng cấp được con cái thôi. Rồi, vậy là mình sẽ nâng cấp được trái sầu riêng các bạn. Đó, ôi cái trái sầu riêng kìa. Ui, nó bắn ra đạn nha các bạn. Ui, nó bắn. Cái trái sầu riêng của mình được nâng cấp đó các bạn. Và bây giờ nó đã bắn ra được đạn rồi. Khủng khiếp chưa? Rồi cấp sau rồi mình sẽ nâng cấp được thêm món nữa. Rồi ráng đi làm kinh nghiệm thôi. Chưa hả? Ok, tăng thêm vệ binh đi. Ủa vệ binh mình có đồ để nâng cấp nó chưa ta? Hình như là chưa đâu các bạn. Vệ binh là mình chưa có đồ nâng cấp nữa. Buồn thế nhỉ? Rồi trời ơi các bạn xem kìa. Y như máy xây thịt đi. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm thêm một cái cục 500 để lượm đồ nữa. Thấy hơi ít đồ á.
Ở đây thì nó sẽ có những cái thùng hoặc là giết boss các bạn. Chắc 10 phút ra boss thì sao á. Mình cũng không biết bao nhiêu phút ra boss nữa. Rồi. Thật sự là mình quá mạnh so với mấy con quái này, nhưng mà về sau á là mình không có mạnh được vậy đâu. Mình đang trên đường đi kiếm. Đây đây rồi. Lụm nè. Úp. Quá trời luôn các bạn. Rồi, mình sẽ lụm cái này để nâng cấp cái gì ta quên bà nó rồi. Cái vệ binh. Đó, đây rồi. Mình sẽ sao ta lấy tiền hủy diệt đi các bạn. Trời ơi, cái gì á? Ôi. Ôi. Ok, có vệ binh rồi, ngon. Tìm thêm cho banh đi. Fury. Rồi, lấy thêm bơm xăng đi. Ôi, ok. Ôi, con boss. Thiệt á, mình hơi thương thương con boss lắm. Lâu lâu á, nó sẽ random nha các bạn. Lâu lâu nó sẽ... nó sẽ ra, có thể là nó sẽ cho mình chọn một lúc 3 cái, có thể cho mình chọn một lúc 5 cái luôn các bạn. Tùy vô cái sự may mắn của mình. Nhưng mà hầu hết thì mình chọn ra được con cái à. Buồn lắm. Đó, sau khi cái laser được nâng cấp các bạn thấy nó ghê không? Nhưng mà tại sao nó lại không tỏa ra ta? Nó lại hút vô trong. Kỳ. Nó tỏa ra thì vui rồi, cái này nó hút vô trong các bạn. Khá là hạn chế á. Mình tưởng nó giống như cái chiều sấm sét sẽ đi theo, nhưng mà nó lại như thế này. Thật là thất vọng mà. Nó kệ nó đi. Có cũng được. Rồi. Đi vòng vòng. Đó các bạn có thể thấy mấy con vệ binh của mình giờ nó ghê lắm rồi. Các bạn đừng có chú trọng lượm kinh nghiệm mà quên đi cái giết quái nha các bạn. Giết quái với lại sinh tồn nha. Thì sau này á mình lượm được những cái cục 500 á thì mình có thể lấy lại. Còn nếu mà các bạn chú trọng vô cái lượm kinh nghiệm nhiều quá thì rất là dễ chết các bạn. Mấy cái map đầu thì nó đơn giản vậy thôi, nhưng mà mấy cái map sau á, khi mà nó đã khó khăn lên rồi á thì lượm kinh nghiệm chỉ là một phần thôi. Thì một lần các bạn chơi á thì tầm 15 phút thôi các bạn, một trận á cũng không có lâu lắm. Khi mà các bạn mạnh rồi thì thôi, chúng ta cứ đi vòng vòng tàn sát tụi nó thôi. À, bây giờ mà mình lượm được cái cục 500 á, kinh nghiệm lên chắc xỉu luôn á. Đông rồi đó các bạn. Đó. Rồi. Ok. Cái này nó sẽ nâng cấp mấy trái banh đó các bạn. Các bạn có thấy mấy trái banh nó đang a băng vòng vòng. Phép bổ trợ hình như mình chơi full mà. Ui, bổ trợ xỉn rồi các bạn. Cái bổ trợ sẵn là bùm. Lâu lâu lượm được cái bơm thì nó sẽ quét sạch luôn cái màn hình của mình luôn các bạn. Còn boss thì nó sẽ gây đam cực kỳ lớn với boss luôn á. Còn mấy cái con nhãi nhỏ nhỏ này là one hit. Mini boss chắc cũng chắc nửa máu hay sao. Rồi. Không thế. À đây, 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 đây. Hút. Chúng ta có Kuri. Đây. Đây là cái nâng cấp cho cái phi tiêu của mình nè các bạn. Nó sẽ phóng như là điện luôn á. Rồi, tiến hóa dày nè. Làm mới. Tiến hóa. Explosive. Tăng cái này đi. Tăng cái này đi. Ít và tăng cái này đi. Rồi, tiến hóa cái này nè. Ok, đủ rồi đó.
Đủ rồi sao á các bạn, đủ rồi đó. Mình có tiến hóa cái bơm xăng, nó là ngon rồi. Tăng hồi chiêu nè. Rồi các bạn thấy không, cái bơm xăng bây giờ nó thành lửa xanh rồi các bạn. Nó đã quăng những cái bình xăng nó rồi, chứ nó không có quăng cái molo ra nữa. Và cái chiêu phóng phi tiêu của mình nó phóng như súng máy ấy, các bạn coi kìa. Ok, tăng tầm. Khi mà các bạn tăng tầm á thì các bạn để ý nha, cái cục gai ấy, cái cục sầu riêng của mình ấy, giờ nó to lắm luôn á. Rồi bao lực luôn các bạn, 44 cấp. Ok, lực cái này con cái hả? Ok, những viên vàng, vàng cũng cần thiết lắm á các bạn. Ở đây vàng nó sẽ không dư giả đâu. Sau này nha, các bạn build cái cây kỹ năng á, nó cũng tốn vàng. Các bạn nâng cấp rồi á, nó cũng tốn vàng. Nói chung vàng á, rất là quan trọng luôn á. Đối với những cái người mà cày chay giống mình á, thì vàng rất là quan trọng. Ok, xuống đây cái ké dớt cái rương coi. Quay. Ok, hiệu ứng kéo dài. Kéo dài hiệu ứng á, thì nó sẽ effect cho cái thằng Molo các bạn. Molo nó sẽ lâu hơn á. Ồ, các bạn xem nó giống y như máy xay thịt luôn á. Con tóc chạy của mình kìa. Tóc chạy vậy ai chơi? Nó giờ buồn buồn á, đi vòng vòng lụm vàng thôi các bạn. Khi mà mình mạnh như vậy rồi thì chúng ta cứ thư thái mà đợi boss ra thôi. Boss cuối nó sẽ ra tầm 15 phút các bạn. Lượm cái này đi. Ghê chưa? Đó, bót ra. Rồi đứng chỗ chờ thôi các bạn. Ôi ôi. Rồi, cái bót lên dễ. Ok, chương 1 đã xong. Rồi, bạn nào mà chơi 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 chai thì đừng có để ý tới cái con này các bạn. Tốn tiền lắm, trăm mấy lần. Rồi, ở đây nó có cây kỹ năng nè các bạn. Đó, mình dùng tiền để nâng cái cây này. 40 đầu. Các bạn có thể dùng tiền để nâng cấp các bạn. Đây là những cái thứ mình có thể nâng cấp nè. Nhưng mà ở đây á, nâng cấp là mình phải cần cái thiết kế nha các bạn, cái blueprint nè. Đó, mình nâng cấp nhưng mà nó tốn tiền lắm. Trận kiếm được có mấy ngàn à, mà nâng cấp hết tầm 7-8 ngàn rồi, rất là tốn kém luôn. Đây là shop. Các bạn cũng chẳng quan tâm tới cái này chi. Mở rương không? Mở rương đi. Ok, một món. Món nữa. Ok, hai món. Và khi mà mình mở thì một lần nữa thì mình sẽ nhận được một món ưu việt các bạn, một món màu tím. Mà thôi, để dành tiền. Đó, các bạn cứ hàng ngày á, nó bao gồm nhiệm vụ hàng ngày nè các bạn. Nhiệm vụ hàng ngày nè. Nó có thành tựu nè. Đó, thành tựu nó sẽ cho mình cái ngọc. Đó. Còn 7 ngày á, khi mà mở cái server á, các bạn vô chơi thì chúng ta có cái dàn nhiệm vụ này nè. Các bạn hoàn thành thì tới những cái mốc nào đó thì các bạn sẽ có những cái món ưu việt. Đó, cuối cùng mình sẽ được cái kiếm. Rồi, ở đây là cái shop thôi, không có gì. Chủ yếu là shop thôi các bạn. Các bạn có tuần tra nè. Tuần tra các bạn vô các bạn nhận thôi. Đó. Các bạn có thể tuần tra nhanh. Nhưng mà nó sẽ tốn 10 15 cái năng lượng các bạn. Đó, các bạn sẽ tốn 15 cái năng lượng, và cái năng lượng trên này nè, một năng lượng nó hồi tới 20 phút là rất là lâu luôn. Và nó xong rồi các bạn vô các bạn nhận gì thôi. Đó, nói chung là các bạn cũng chơi nhiều những cái game như thế này rồi thì
cái cơ chế của nó giống y vậy á, rất là dễ hiểu. Nhưng mà mình được cái là cái game này nó không có tốn nhiều cái thời gian của mình, nó chỉ có 15 phút mỗi trận thôi, và nó sẽ không có bắt mình phải nạp để chiến thắng các bạn. Tại vì trong cái game này mình không có phải chơi dài hết á, mình chỉ có qua màn thôi à. Đó, vậy thôi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha. À, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.